Xin kính chào quý vị và bà con. Trước mắt quý vị và bà con là Hà Bình Ngon đang có tiền rồi anh ạ. Tinh tinh rồi. Xong rồi. Đấy, nó chỉ không phút 30 giây là có tiền rồi. Trước mắt quý vị bà con là Hà Bình Ngon đang xuất cây giống bưởi đường chín sớm cho khách hàng ở Bắc Ninh, biển 99. Quế Võ Bắc Ninh là chỗ quan họ hay là quan họ là ở Từ Sơn? Ừ, quan họ Bắc Ninh. Bắc Ninh giàu lắm, Bắc Ninh có khu khu Nam Mộc giàu lắm. Khu Nam Mộc là Từ Sơn hay là chỗ nào nhỉ? Từ Sơn Bắc Ninh là khu toàn mộc đúng không? Nếu nói là khu công nghiệp, là công nghiệp to nhất của tôi là Quế Võ. Quế Võ đúng rồi, khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh. Nhớ là cây này về xong trồng hẳn hoi đâu đấy, cắt bỏ một nửa lá để cho nó khỏi chột nhé. Cắt nửa gì? Cắt bỏ một nửa lá thì nó ít lá, nó sẽ không bị thoát hơi nước nhiều. Rồi, cứ có gì phải hỏi với tư vấn liên tục nhá. Tư vấn thì chắc chắn có. Cách chăm sóc phân bón. Tư vấn thì gọi điện thoại số nào? 0968 129996. Hoặc quan trọng nhất là trên Zalo thì em tư vấn, còn số kia vợ em tư vấn. Vâng. 0968 129996. Zalo. Anh bấm thẳng vào Zalo kết bạn. Em đưa anh vào nhóm tư vấn cho nó nhàn. 0968 129996. Đấy này Zalo đấy. Như cái tên ở trên đó. Hà Bưởi Ngon. Chiều này nó nhiều xe nôi lắm. Đấy là Zalo thì anh hỏi tư vấn trực tiếp em thì được. Còn điện thoại em ít khi em nghe lắm. Bởi vì em bận, em hay ở vườn em đánh cây. Tay nó bẩn, nó không cầm điện thoại mấy đâu. Đấy, em có thấy kết bạn rồi, tí nữa em đồng ý xong em cho anh vào một cái nhóm tư vấn riêng của em. Đấy, thì nó tiện. Và em gửi cho anh những cái clip hướng dẫn trồng cây luôn. Là về anh xem, tí em gửi luôn. Để xong mai cho ông xem. Vâng. Tối về cho ông xem. Quá. Em ơi, cái Conan nhỉ, Conan ở Quế Võ Bắc Ninh. Cô ấy giờ cây thì phải ăn phải chắc phải 4 năm rồi, ăn quả. Lấy thêm 4 cây bưởi diễn to, sang năm La Giêng này có quả luôn. Giúp anh em. Chắc không chở được cái đấy. Nếu mà sếp ấy không chở được. Mà tí nữa mà ấy được thì sếp xong thì buộc dây là nó vẫn giữ được mà anh. Buộc dây vào cái bà Net bạn em mua có 100 mấy nhưng nó to lắm mà nó chắc lắm. Đây là anh đóng đơn một cái thì nó đắt. Bà Net đấy thì mỏng tanh, của em bọn em mua nó chắc lắm, có hơn 100.000 cái. Ừ. Nhưng mà cái này nó mỏng dính, nó thưa. Cái bọn em nó dày lắm. Bà Net nhập ngoại ấy. Không, đấy là cái hàng container của nước ngoài nó nhập về xong nó thải ra nó bán. Nó sẽ bán lại
hàng mới, ba nét mới, nhưng mà nó là cái hàng nhập của nước ngoài, những cái hàng ví dụ như là đồ điện hay là linh tinh đấy, nó nhập container xong nó thải bỏ những cái ba nét đấy. Hàng của nó gỗ bằng gỗ sồi cũng có, tốt lắm. Bọn em mua về bọn em kê đồ kê ở trong nhà cho khỏi mưa ướt ấy. Đúng rồi. Mà đường nó thoáng đi nhanh. Thuận lợi. Bầu này của em anh đi có rơi xuống đất cũng không vỡ được. Bó chặt rồi mà đất này nó thịt. Đấy, đầu tiên đánh cho toàn cây nhỏ thế, cuối cùng về đánh tất cây to, lại kêu. Giờ lấy cái dây đen ý. Không, bây giờ lấy cái dây đen buộc ngọn xuống đã, buộc chắc ngọn đã, xong rồi buộc cái kia vẫn được mà. Đưa vào được ấy. Sao? Không, buộc chắc cây với ngọn cây đã. Ờ, đúng rồi, cho xuống dưới sàn ý, kê luôn. Không, không được. Bây giờ là mấy người nhấc lấy cái đòn ý. Xong nhét nó vào. Không, mình phải buộc kéo vào để cho sóc nó không rơi ra ngoài đường, không tai nạn. Là chứ còn xe như thế này đi là gọn, tương đối gọn. Gọn mà. Bây giờ nhấc lên buộc chắc vào.